Cao Lao Hạ, xin chào mọi người, chúc mọi người luôn có nhiều sức khỏe. Nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, hôm nay Cao Lao Hạ vừa phát hiện một thông báo mới từ YouTube trong Google AdSense về việc cập nhật thông tin thuế tại Singapore. Thông báo nói rằng, để tránh việc các khoản thanh toán của bạn bị chậm trễ và đảm bảo rằng số tiền thuế được khấu lưu là chính xác, hãy cung cấp thuế tại Singapore, càng sớm càng tốt. Theo Cao Lao Hạ, nghĩ, thông tin này Google vừa mới cập nhật gần đây thôi, khoảng chừng 2 tuần gì đó, các bạn thực hiện theo từng bước hướng dẫn như mình đã thực hiện thành công trên tài khoản có thông báo này. Trước tiên bạn vào trang Google AdSense là trang quản lý thanh toán tiền của Google chi trả cho các kênh YouTube trong chế độ đã được bật kiếm tiền, bạn bấm vào menu Thanh toán bên trái màn hình. Bấm tiếp vào menu Thông tin thanh toán tại đây xuất hiện một thông báo như hình khung màu đỏ có nội dung để tránh việc các khoản thanh toán của bạn bị chậm trễ và đảm bảo rằng số tiền thuế được khấu lưu là chính xác hãy cung cấp thuế tại singapore càng sớm càng tốt để cập nhật thông tin này bạn bấm vào thêm thông tin thuế trên ô màu đỏ tại đây xuất hiện thông báo này để các khoản thanh toán của bạn bị chậm trễ và đảm bảo rằng số tiền thuế được khấu lưu đúng số tiền thuế hãy cung cấp thông tin thuế trong thời gian sớm nhất có thể google có thể phải thu thập thông tin thuế tại singapore của bạn theo yêu cầu của pháp luật vì đó là nơi bạn nhận khoản thu nhập hoặc khoản thanh toán việc bổ sung thông tin thuế sẽ giúp xác định số tiền khấu lưu chính xác cho bạn đó là nội dung của google thông báo đến các youtube bạn tiếp tục bấm vào ô màu xanh thêm thông tin thuế xuất hiện bản báo trước khi bắt đầu điền biểu mẫu có bốn dòng các bạn đọc xong cho biết nhé bạn tiếp tục bấm vào bắt đầu biểu mẫu chờ chút xíu nhé bạn bắt đầu cập nhật thông tin nhé các bạn thông tin doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp của bạn là gì? Bạn chọn vào, tư nhâm, một chủ nhé. Tiếp tục câu hỏi. Bạn có cơ sở thường trú tại Singapore không? Bạn bấm vào. Không, tiếp tục câu hỏi bạn đã đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ tại singapore theo chế độ đăng ký nhà cung cấp ở nước ngoài chưa bạn bấm vào không tiếp tục câu hỏi mã số pháp nhân duy nhất không bắt buộc bạn bỏ qua bước này nhé tiếp tục câu hỏi miễn thuế bạn có đủ điều kiện để được miễn thuế không bạn bấm là không tiếp tục câu hỏi bạn có đủ điều kiện để được miễn thuế theo diễn khác hoặc được hưởng thuế suất thấp hơn không bạn bấm vào là không nhé thế là bạn đã làm xong các câu hỏi của google rồi chần chừ gì nữa bấm gửi thôi ten 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 chờ chút nhé Ok. Con dê rồi, xuất hiện thông báo. Thông tin thuế của bạn đã được chấp nhận. Thông tin thuế, trạng thái đã chấp nhận. Ngày gửi, ngày 11 tháng 11 năm 2023 ngày hết hạn. Không bao giờ hết hạn nhé các bạn. Ok. Thế là xong, sau khi hoàn thành các câu hỏi của Google, Google sẽ gửi cho bạn một email. Khoảng trong vòng 3 đến 5 phút. Cũng có lúc lên đến 20 phút. Cao lao hạ. Hello các bạn, nào ta cùng mở email lên để xem Google gửi tin gì. Là địa chỉ email mà bạn đăng ký cho tài khoản YouTube của bạn nhé. Bạn nhận được email này. Thông tin thuế của bạn tại Singapore đã được chấp nhận. thông tin thuế tại singapore mà bạn thêm vào hồ sơ thanh toán đã được chấp nhận xác thực và có hiệu lực bạn có thể xem thông tin thuế của mình lại một lần nữa bấm vào xem thông tin thuế chờ chút đường link sẽ chuyển đến trang quản lý thông tin thuế của bạn ok con dê rồi bạn có thể vào trang Google AdSense xem lại thông tin mà bạn vừa khai báo xong với Google. Thông tin trên. Hôm nay ngày chủ nhật, ở không, nền Cao Lao Hạ, vào xem một kênh của mình và thấy ngay thông báo này. Vậy là Cao Lao Hạ làm luôn và ghi lại để chia sẻ cho bạn bè cùng làm theo cho nhanh mọi người ơi mọi người thấy hay hay thì bấm like chia sẻ cho mọi người cùng biết để khai báo thuế nhé và đăng ký kênh cao lao hạ để nhận những bài viết bổ ích trân trọng cảm ơn mọi người rất rất nhiều